Xin chào những người anh em mang dòng máu quỷ đỏ, chúc anh em một tháng mới vui vẻ. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng ta sẽ có rất nhiều tin tức cập nhật quan trọng về tình hình hiện tại của Man United. Và trước khi đến với những tin tức về Man United sớm nhất trên YouTube ở lãnh thổ Việt Nam, hy vọng anh em sẽ ủng hộ kênh bằng một like và đăng ký. Cảm ơn anh em rất nhiều. Và cuối tuần này, MU sẽ có trận derby vô cùng quan trọng với Man City. Và sau đây là từng lời của Ten Hag trong cuộc họp báo trước trận đấu này. Erik Ten Hag đã nói chuyện với giới truyền thông vào thứ năm trước trận gặp Man City. Và đây là từng lời ông ấy nói trong họp báo ở Carrington. Đầu tiên Ten Hag nói về tin tức của đội. Varane và Fernandes đã chiến đấu để trở thành một phần của đội trong trận gặp Nottingham Forest và họ đã rời khỏi trận đấu một cách tốt đẹp. Tôi nghĩ họ sẽ có mặt vào Chủ nhật. Ten Hag nói về tâm lý của Casemiro. Đam mê, khát khao, quyết tâm. Đó là cơ sở, chắc chắn cho trận đấu vào ngày Chủ nhật. Ten Hag so sánh đội hình với Man City. Phong độ của chúng tôi. Chúng tôi đang có một tinh thần và phong độ tốt. Chúng tôi đã làm được điều đó trước đây trước Man City cũng như trước Liverpool. Chúng tôi sẽ chuẩn bị tốt. Các cầu thủ đang mong chờ điều đó. Tôi có thể ngửi thấy điều đó. Tôi cũng vậy, rất hào hứng. Họ là một đội tốt, có rất nhiều cầu thủ tốt. Họ đã thi đấu quá hay ở mùa giải trước và đó là thử thách. Nhưng Liverpool cũng có một đội tốt. Chúng tôi thích thử thách. Suy nghĩ của Ten Hag về nhận xét phải giành chiến thắng của Sergio Ramos. Tôi nghĩ điều đó không liên quan gì đến nhau. Chúng tôi muốn thắng mọi trận đấu. Đó luôn là tâm lý của chúng tôi. Đối thủ là ai không quan trọng. Bạn luôn muốn thi đấu với những người giỏi nhất. Chúng tôi phải cống hiến tất cả mọi thứ. Một màn trình diễn của toàn đội nếu chúng tôi muốn có được kết quả tốt ở đó. Ten Hag nói về các trận đấu trước với Man City. Chúng tôi đã làm được điều đó theo nhiều cách khác nhau. Để thành công, sau tất cả các trận đấu, chúng tôi cần nhìn lại. Chúng tôi đã thắng họ một lần. Chúng tôi cần một ngày tuyệt vời. Đó cũng là điều chúng tôi biết. Các cầu thủ chúng tôi phải cống hiến hết mình. Ten Hag nói về Fernandes. Anh ấy là một cầu thủ bóng đá rất đam mê. Một cầu thủ bóng đá rất sáng tạo. Anh ấy là người tạo ra nhiều cơ hội nhất ở Premier League. Các đối thủ đang nhắm đến anh ấy. Đặc biệt là sau ngày thứ 7. Tôi cảm thấy trọng tài nên bảo vệ anh ấy. Tôi nghĩ chắc chắn đó là một pha phạm lỗi với Fernandes vào thứ 7. Truyền thông, mạng xã hội đã đánh giá sai để đổ lỗi cho anh ấy về điều đó. Đó là quan điểm của tôi. Đối thủ đang nhắm vào anh ấy. Điều đó không đúng. Các trọng tài nên bảo vệ anh ấy. Ten Hag nói về clip trên TikTok của Fulham khi câu lạc bộ này dường như muốn chế nhạo Bruno Fernandes về chấn thương mà anh gặp phải trong trận thua của Man United. Tôi không biết về clip đó, nhưng nếu họ làm như vậy, tôi sẽ nói điều đó là không đúng. Việc một câu lạc bộ đưa ra tuyên bố như vậy là hoàn toàn không đúng. Hoàn toàn không đúng về mặt sự thật. Và họ phải xin lỗi vì điều này. Ten Hag tiếp tục nói về trình độ của Fernandes. Cao, rất cao. Anh ấy trước hết là kỹ năng chơi bóng, rất sáng tạo trong việc tạo ra cơ hội. Ở 1/3 cuối sân, anh ấy có thể ghi bàn. Ngoài ra, những pha lập công đóng góp của anh ấy cho hàng phòng ngự, đọc được tình huống và cũng đã làm gương bằng cách chạy và hỗ trợ cho những người xung quanh anh ấy. Ten Hag nói về trận đấu với Man City, có phải là một trận đấu để xác định mùa giải? Không, còn nhiều trận đấu nữa, ở FA Cup chẳng hạn. Sau khi gặp Man City, sẽ còn rất nhiều trận đấu nữa. Chúng tôi phải bắt kịp nhóm những câu lạc bộ ở trên, nhưng còn rất nhiều trận đấu nữa để bắt kịp vị trí đó. Giờ mời anh em đến với thông tin tiếp theo khi Rashford đáp lại những lời chỉ trích và hứa với người hâm mộ. Tiền đạo Marco Rashford đã lên tiếng thẳng thắn về những lời chỉ trích mà anh đã gặp phải trong những tháng gần đây. Cầu thủ 26 tuổi này đã đạt đẳng cấp thế giới ở mùa giải trước khi ghi 30 bàn trên mọi đấu trường, nhưng anh ấy đang phải đấu tranh để đạt được sự nhất quán trong mùa giải hiện tại. Là gương mặt đại diện cho Man United, tất nhiên Rashford sẽ phải đối mặt với những sự giám sát chặt chẽ hơn so với những đồng đội của mình. Một vấn đề còn được khuếch đại bởi thực tế anh đã trưởng thành từ hệ thống học viện lừng lẫy của đội bóng. Rashford đã phải đối mặt với tranh cãi một tháng trước khi anh bỏ lỡ một suất trong đội hình để đối mặt với Newport County sau khi báo cáo bị ốm sau một đêm đi chơi ở Dublin. Nó xảy ra chỉ 3 tháng sau khi Erik Ten Hag coi hành vi của anh ấy là không thể chấp nhận được sau khi Rashford đến hộp đêm để tổ chức sinh nhật chỉ vài giờ sau trận thua Man City trong trận derby. Rashford cũng bị chỉ trích vì ngôn ngữ cơ thể và phong thái tổng thể trong suốt mùa giải khi tiền đạo này thường tỏ ra thất vọng trên hàng công của Man United. Tuy nhiên, trước trận derby Manchester mới nhất, Rashford đã đáp trả những lời chỉ trích và hứa với người hâm mộ United rằng điều tốt nhất vẫn chưa đến với đội bóng của anh ấy. Nghe này, tôi không phải là một người hoàn hảo. Khi mắc lỗi, tôi sẽ là người đầu tiên giơ tay và nói rằng tôi cần phải làm tốt hơn. Nhưng nếu bạn từng đặt câu hỏi về cam kết của tôi với Man United, thì đó
là lúc tôi phải lên tiếng. Giống như ai đó đặt câu hỏi về toàn bộ danh tính của tôi và mọi thứ mà tôi đại diện với tư cách là một người đàn ông. Tôi lớn lên ở đây. Tôi đã chơi cho câu lạc bộ này kể từ khi tôi còn là một cậu bé. Gia đình tôi đã từ chối số tiền để thay đổi cuộc đời tôi khi còn nhỏ, để tôi có thể khoác áo của đội bóng này. Rashford cũng chấp nhận rằng những lời chỉ trích chỉ là một phần của bóng đá và cũng chắc chắn rằng Man United vẫn đang đi đúng hướng dưới thời Erik ten Hag. Anh nói thêm, tôi hứa với bạn, thế giới chưa chứng kiến những gì tốt nhất của đội United này và những cầu thủ này. Chúng tôi muốn trở lại thi đấu ở Champions League. Sau đó, chúng tôi sẽ có một giải đấu quốc tế lớn vào cuối mùa giải. Chúng tôi sẽ làm như vậy. Nếu bạn ủng hộ tôi thì tốt, nhưng nếu bạn nghi ngờ thì cũng càng tốt. MU nhắm huấn luyện viên đặc biệt để thay thế Ten Hag. Theo thông tin cập nhật từ một nhà báo, Manchester United đã liên hệ với một huấn luyện viên đặc biệt để thay thế Erik ten Hag vào mùa hè này. Theo nhà báo Rory Galletti hôm thứ Tư, Man United dường như đã có danh sách rút gọn gồm 3 người để thay thế Ten Hag vào cuối mùa giải. Tuchel và De Zerbi được nhắc đến cùng với cựu huấn luyện viên của Tottenham Hotspur, Antonio Conte. Conte đã nghỉ việc gần 12 tháng sau khi rời khỏi Spurs. Huấn luyện viên người Ý chơi theo sơ đồ 3-4-3 và được rất nhiều cầu thủ của Tottenham ca ngợi trong thời gian làm việc ở phía Bắc London. Tuy nhiên, đây không phải lần đầu tiên Conte được cho là sẽ chuyển đến sân Old Trafford, khi huấn luyện viên này đã từng là một lựa chọn cho Quỷ Đỏ trước khi bổ nhiệm Radcliffe vào năm 2021. Và giờ đây sẽ rất thú vị khi chờ đợi quan điểm của Conte về một động thái có thể xảy ra với Man United nếu Ten Hag rời đi. Chủ tịch La Liga muốn Greenwood ở lại Tây Ban Nha. Tiền đạo 22 tuổi người Anh đang chơi bóng ở Tây Ban Nha sau khi cơ quan công tố kết thúc thủ tục tố tụng hình sự chống lại anh vì cáo buộc hiếp dâm. Và mới nhất, chủ tịch của La Liga Javier Tebas cho biết ông hy vọng tiền đạo Mason Greenwood của Man United sẽ lại chơi bóng ở Tây Ban Nha khi hợp đồng cho mượn tại Getafe kết thúc. Nói chuyện với các phóng viên tại hội nghị thượng đỉnh kinh doanh bóng đá của Financial Times, Tebas cho biết ông không quan tâm đến việc phán xét Greenwood, người mà ông nói đã được tuyên vô tội khi các cáo buộc chống lại thực sự đã được bãi bỏ. Chủ tịch La Liga nói, tôi là luật sư. Đối với một người vô tội thoát khỏi một vụ án pháp lý thì không có gì để phải nói cả. Tôi nghĩ điều đó tốt vì anh ấy là một cầu thủ tuyệt vời. Có thể hoàn cảnh đã giúp anh ấy chuyển đến đây một cách dễ dàng hơn, nhưng anh ấy là một cầu thủ tuyệt vời và tôi không có lý do gì để nói về ý kiến khác. Anh ấy đang chơi rất tốt ở Getafe với tư cách là một cầu thủ và tôi hy vọng anh ấy sẽ tiếp tục đồng hành và tiếp tục chơi bóng ở Tây Ban Nha vì điều đó luôn tốt cho chúng tôi. Khi ai đó không bị kết án, chúng tôi nên làm gì? Đây là những gì tòa án tồn tại. Greenwood không bị kết án nên tôi cũng chẳng quan tâm đến quá khứ của anh ấy. La Liga hiện đang điều tra cáo buộc về Jude Bellingham của Real Madrid khi anh gọi Greenwood là kẻ hiếp dâm. Tebas nói thêm về trường hợp này, La Liga đã điều tra Bellingham và hãy xem xét điều gì sẽ xảy ra. Đây không phải là lần đầu tiên chúng tôi thực hiện một cuộc điều tra dựa trên việc đọc khẩu hình và có thể thấy anh ấy đã không nói ra những gì chúng tôi nghĩ. Quá trình sẽ là tìm hiểu sự thật, không phải là sự cực điệu. Sau đó cố gắng đi đến quyết định công bằng dựa trên các giá trị. Về cơ bản là anh ấy có phải là người tốt hay không và trả lời xem anh ấy có chơi chân thành cho Man United hay không. À, và liệu chúng tôi có thấy thoải mái với điều đó và liệu người hâm mộ có thấy thoải mái với điều đó hay không. Trên đây là những thông tin nổi bật liên quan đến đội bóng ngày hôm nay. Để cập nhật sớm nhất tình hình của đội bóng thân yêu, mời anh em hãy like, share và đăng ký kênh. Xin trân trọng cảm ơn.